Dạ, sau đây xin mời vị trở lại với làng điệu dòng cổ. Xin mời vị chào đón một giọng hát rất là ngọt ngào, một gương mặt rất là khả ái, đã trưởng thành từ cuộc thi chuông vàng dòng cổ. Xin mời vị cho một tràng pháo tay chào đón chuông vàng dòng cổ Như Ý. Dạ, vỗ tay lớn lên vị ơi. Dạ, để tiếp theo chương trình thì Như Ý xin gửi đến toàn thể quý cô chú khán giả bài hát Tân Cổ, Chiều Lên Bảng Thượng, nhạc của Lê Dinh, một sáng tác của Lâm Hữu Tặng. Xin mời quý cô chú anh chị cùng thưởng thức.